rất là buồn cười, con thạch thì nó rẻ hơn rất nhiều. Sao lại thạch rẻ? Thạch với xanh Indo với anh bán bằng nhau mà. Thế à? Thế là em thạch, thạch em mua có 100.000. Xanh còn anh bán 100, sạch thạch anh bán 100. Mà xanh Indo mua là 130. Mà về Pháp cả bài đúng một con đinh đồng.